San Jose, California. Ngày hôm nay là tháng 6, ngày 24 Tây. À, đây là cách trồng thủy canh. Ở trên đây là đất potting mix. Còn ở dưới này là nước. Nước pha sẵn. Bình này chỉ có trên 2 gallon. 2 gallon hơn chút. Rồi chừng nào mà cái cây nó phát triển thì tôi sẽ update chừng một tuần sau. Vùng San Jose, California ở bên Mỹ trồng rau thủy canh. Đây là cái mực nước. Nó đầy thì thấy màu xanh. Khi nào nó mà xuống thì phải bơm cho nước vào. Còn đây cái lỗ này để bơm mà tôi không có bơm. Tôi trồng như vậy thôi. Chỉ có thế thôi. Thôi xin chào các bạn nha. Các bạn có thắc mắc gì cho tôi biết. Ok, cảm ơn.